Thì đối với cái loài chồn hương Bắc này thì quý anh chị thấy màu sắc cũng như là hình dáng của nó khác biệt hoàn toàn so với cái loài chồn hương miền Nam. Thì như trên màn hình bên em đây là đang quay cái chồn hương Bắc gửi đến quý anh chị. Thì cái đôi này nó đang trong thời kỳ bắt đầu lên giống. Đó, bên em đang bổ con đực con để cho hai con có một khúc dạo đầu, tức là làm quen ấy, thì nó mới dẫn tới giao phối thành công. Rồi thì video ngày hôm nay bên em lại giới thiệu đến quý anh chị video về chồn hương bên em mới sinh sản cũng như là chồn hương đang lên giống từ trại giống Đông Sơn bên em. Thì cái ổ này bên em đang chia sẻ là nó sinh sản được nửa tháng rồi quý anh chị nhé. Thì cái ổ này được 3 con, tuy nhiên thì có 2 con nó trông rất là khác, con mẹ rất là hung dữ. Thì như bên em đã chia sẻ rất là nhiều video về con mẹ này, nó chăm con rất là tốt cũng như là nó sinh cũng rất là sai. Đó, đây quý anh chị thấy có 1 con màu đen thôi, còn 2 con màu trắng. Thì những cái hiện tượng này trong những năm qua thì bên em nuôi cái loài chồn hương này cũng lần đầu tiên vì thấy nó sinh sản là khác biệt như vậy. Đó, anh chị thấy rõ. Đây là con bố của thì con bố này nó cũng rất là bự, em cân 5 cân 7, 5 cân 8. Tuy nhiên thì trong thời gian này thì em cũng không có cân lại cho nên là cũng không có biết trọng lượng của nó là bao nhiêu, nhưng chừng khoảng 5 cân rưỡi quý chị. Đó, nó rất là to, rất là dài. Đó, quý anh chị thấy không, nó rất là đuôi nó rất là dài và hình dáng rất là đẹp. Đây là con bố của cái ổ đó. Thì con đực này bên em nó cũng lên giống rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì nó mới lên trong năm nay thôi, nhưng mà nó bây giờ nó nhảy cũng rất là tốt. Nó quen rồi, không giống mới đầu nó rất là bỡ ngỡ. Đấy, quý anh chị thấy là nó dáng hình dáng và dáng vóc của nó rất là đẹp. Còn đây là một đôi của bên em cũng đang bắt đầu lên giống quý anh chị. Thì đôi chồn hương này là chồn hương đỏ hay còn gọi là chồn hương Bắc quý anh chị nha. Thì cái đôi này nó thường là nó lên giống rất là chậm so với đôi trong miền Nam. Nó sẽ có một khúc dạo đầu rất là dài. Đó à, giờ Phi dẫn tới cái việc giao phối trở nên hoàn hảo. Thì đối với cái loài chồn hương Bắc này thì quý anh chị thấy màu sắc cũng như là hình dáng của nó khác biệt hoàn toàn so với cái loài chồn hương miền Nam. Thì như trên màn hình bên em đây là đang quay cái chồn hương Bắc gửi đến quý anh chị. Thì cái đôi này nó đang trong thời kỳ bắt đầu lên giống. Đó, bên em đang bổ con đực con để cho 2 con có một khúc dạo đầu, tức là làm quen ấy, thì nó mới dẫn tới giao phối thành công. Thì đối với cái loài chồn hương Bắc này quý chị, bên em cũng nuôi trong thời gian rất là dài rồi. Và tuy nhiên thì việc mà nó sinh sản thì nó kém xa so với chồn hương miền Nam rất là nhiều. Đây, đây là con đực này quý anh chị. Đây là con đực. Còn con cái là nó đang ở trên này. Thì cái thời gian mà chờ đợi để nó lên giống của cái đôi chồn hương Bắc này hay là gọi là chồn hương đỏ thì trong thời gian nó rất là dài. Nó kéo dài đâu đó từ 20 tới 30 phút. Từ lúc nó sang nó làm quen tới lúc nó giao phối giống. Còn đối với cái chồn hương miền Nam thì nó trong vòng chừng khoảng 5-10 phút thôi.
là nó đã giao phối thành công rồi. À rồi, thì video bên em cũng xin tạm dừng tại đây nhé. À, nếu quý chị đang xem video bên em cũng như là lần đầu tiên vào xem video bên em thì cho em xin một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ bên em quý chị nhé. Em bye bye quý chị, hẹn gặp lại quý chị những video tiếp theo.